Xin kính chào các bạn. Tôi là Hiệp và đây là Tân. Xin chào các bạn. Chúng tôi đến từ Gia Bảo Luxury. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn một dòng đồng hồ của Rolex, đó chính là một sưu tập Celini. Khi nhắc về Rolex thì đại đa phần rất nhiều người thường nghĩ đến Dated và Datejust, hoặc là Submariner dành cho những người dân thể thao hay là yêu đam mê của môn bơi lội. Tuy nhiên là chúng ta đã bỏ qua bộ sưu tập Celini. Vậy thì tại sao bộ sưu tập Celini được đánh giá cao như vậy, được rất nhiều người đánh giá cao mà ít được phổ biến nhất? Thì sau đây thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Anh Tân có thể cho chúng ta biết được lịch sử của bộ sưu tập Celini này được không? Vâng, thì trước hết thì tôi sẽ nói về cái tên Celini này. Cái tên Celini thì bắt nguồn từ Benvenuto Cellini. Đây là một nhà điêu khắc và một nghệ sĩ rất là nổi tiếng từ thời phục hưng, từ những thế kỷ 14-15 tại nước Ý. Và Rolex thì quyết định là sử dụng cái tên nhà nghệ sĩ, người nghệ sĩ này để trong bộ sưu tập của mình. Tôi đang có một cái thắc mắc là như anh mà chúng ta đã biết rồi, Rolex là một thương hiệu rất là thực dụng, hoặc là tên các bộ sưu tập rất là dễ hiểu, dễ nhớ, dễ nghe theo chức năng này hay là theo cái định hướng của họ, ví dụ như là Explorer dành cho những người bơi lội chẳng hạn thế, những người thợ lặn và Submariner đúng không? Submariner Explorer là dành cho những người leo núi đúng không ạ? Đấy, Date là thể hiện là ngày lịch ngày thứ, Datejust thì có ngày thôi, rất dễ hiểu. Nhưng tại sao lần này tôi thắc mắc là tại sao là lấy cảm hứng từ Benvenuto Cellini này để đặt cho cái dòng sản phẩm Cellini của Rolex? Thì trước hết là cái tên Cellini này lấy tên từ Benvenuto Cellini, đó là một chỉ là một suy đoán của rất nhiều người về đồng hồ. Còn Rolex thì trước giờ là họ chưa biết từng tiết lộ là vì sao họ đặt tên đấy là Cellini. Và thứ hai là đây là một dòng đồng hồ khác biệt với những dòng đồng hồ còn lại của Rolex. Thì những như các anh thầy thấy thì phần lớn là những dòng đồng hồ của Rolex là mang dáng thể thao, của Aster chống nước, các anh chống nước tốt. Còn Celini thì lại ngược lại, Celini là đồng dòng hồ Rest Watch, là đồng hồ dành cho những buổi tiệc sang trọng, những bộ vest tuxedo. Thì với một cái dòng đồng hồ khác biệt này là họ muốn sử dụng cái tên khác biệt hơn, một cái tên nó mang tính chất bí ẩn và khiến người ta phải tò mò tìm hiểu nhiều hơn. Tức là có nghĩa là khi thường thì chúng ta đi ăn tiệc này và tổ chức lễ cưới mặc kết hợp với vest thì chiếc Celini này là chuẩn nhất đúng không ạ? Đúng rồi. Ok, rồi tôi đã hiểu ra thêm phần nào về cái tên Celini này. Tôi vừa giới thiệu về lịch sử của dòng Celini này. Thì anh Hiệp có thể giới thiệu cho mọi người về những cái dòng sản phẩm của bộ sưu tập này được không? Rất hân hạnh để giới thiệu với các bạn. Bộ sưu tập Celini có 3 dòng sản phẩm, đó là Tham, Date và Đu Tham. Thì như các bạn đã thấy, rất là đơn giản thôi. Rolex thì cũng đặt tên đơn giản như vậy. Date thì Tham thì là đơn thuần chỉ xem giờ, không có chức năng gì khác. Date thì là có thêm một ô lịch, và Đua Tham thì là một múi giờ kép, một múi giờ tách biệt. Đó, chỉ thế thôi, đơn giản là như vậy. Thì tôi cũng thể nói qua một chút. Thì ba cái dòng sản phẩm này thì cũng chỉ dùng một bộ máy gốc duy nhất là dòng 31XX máy in-house của Rolex. Nhưng mà mỗi dòng sản phẩm thì lại có sử dụng một bộ máy riêng với một chút biến đổi. Như là Tham thì dùng 31-32, còn Date thì dùng 31-65, còn Đô Tham là 31-80. Thì về cơ bản thì đó cũng chỉ là máy 31XX là có 31 chân kính, thời vận cót là 48 giờ, tần số dao động là 28.800. Nhưng mà với mỗi một cái bộ máy riêng đấy thì một chút tính năng riêng, như là tính năng lịch ngày này, tính năng Đô Tham này đấy. Anh Tân có thể giúp cho tôi cũng như các bạn đang theo dõi ở đây cách chỉnh giờ hay là hướng dẫn cụ thể hơn về chiếc Date và chiếc Đô Tham được không? Thì chiếc Tham thì có lẽ là cũng đơn giản, cũng chẳng có gì, cũng không giới thiệu được nhiều. Nhưng mà chiếc Date và chiếc Đô Tham thì cũng rất là mong muốn anh giới thiệu hơn, kỹ hơn cho kỹ hơn thì các bạn. Sẽ giải thích về cơ chế chỉnh giờ của chiếc đồng hồ này. Đây là hệ thống khóa chuyên lock để tăng khả năng chống nước cho đồng hồ. Chúng ta phải vặn một chút để có thể chỉnh giờ cho chiếc đồng hồ, sau đó kéo nấc đầu tiên. Nấc đầu tiên là nấc chỉnh giờ nhanh để có thể bạn có thể dễ dàng
đổi giờ để qua ngày cho nhanh hơn, để chỉnh giờ ngày có thể nhanh hơn. Và nấc thứ hai là nấc chỉnh giờ bình thường, và chúng ta có thể chỉnh phút được bình thường. Vâng, chỉ là tính năng này cũng tương đối là cơ bản, chỉ có cần hai nấc thôi. Vâng, chúng ta là chỉnh giờ bây giờ là 7 giờ tối, và sau khi chỉnh giờ xong chúng ta đóng khóa vào và vặn lại, vặn đúng chỉnh giờ lại để tăng khả năng chống nước cho chiếc đồng hồ. Vâng. Hệ thống khóa của chiếc Dual Time này thì cũng giống như chiếc Date, chúng ta phải vặn ra một chút để có thể chỉnh giờ. Và mức đầu tiên chúng ta phải chỉnh giờ ở đồng mặt đồng hồ phụ góc 6 giờ trước để chỉnh múi giờ thứ hai. Vâng, như tôi đang chỉnh ở đây đó. Thì sau khi chỉnh đúng giờ cần thiết rồi, chúng ta sẽ bắt đầu chỉnh đến múi giờ chính hiện tại chúng ta, múi giờ hiện tại chúng ta đang sử dụng. Vâng, thì Rolex có cơ chế nhảy giờ nhanh giúp chúng ta có thể chỉnh nhanh ngay lập tức nhảy múi giờ ở múi giờ chính như các bạn đang thấy. Và sau khi chỉnh xong rồi thì chúng ta sẽ đóng khóa vào và vặn cố định đúng chỉnh giờ. Cái ba chiếc đồng hồ này thì tôi nghĩ là ba chức năng khác biệt hoàn toàn, thì chắc chắn là tầm giá thì không thể là ngang nhau được, bằng nhau được. Vâng. Thì chắc chắn là mỗi chiếc đồng hồ sẽ có một tầm giá riêng của nó, thì anh Hiệp có thể cho mọi người biết về tầm giá của từng loại đồng hồ không? Với giá của chiếc đồng hồ này thì cũng là đều là những dòng cao của, theo tôi thấy là cũng là dòng cao của Rolex. Khi ba chiếc này dao động trong khoảng từ 15.000 đến 20.000, tương ứng với chiếc Time là 15.200 đô giá niêm yết của tại hãng, Date là 17.800 đô và Dual Time đó chính là 19.400 đó. Thì thực tế ra là trong ba chiếc đồng hồ Rolex Watch này với dây da cá sấu, vỏ là vàng, vỏ vàng, thì tôi nghĩ cái giá này đưa ra là Rolex đưa ra khá là hợp lý. Theo anh Tâm thì ba chiếc đồng hồ này thì chiếc đồng hồ nào được gọi là phổ biến nhất và hữu dụng nhất trong thì đối với tôi là một người cũng dòng sản phẩm cũng tương đối thực tế và tôi cũng không phải là một người quá đơn giản, thì đối với tôi chiếc đồng hồ Date có vẻ là hợp lý tất cả. Vì Time thì nó chỉ đơn thuần hiển thị giờ thì nó có vẻ hơi đơn giản quá. Còn chiếc Dual Time thì thực sự là tôi rất ít khi ra khỏi Việt Nam nên là cái chiếc Dual Time này với tôi là không hữu dụng nhiều lắm. Tôi là người thực tế, tôi thích cái gì nó hữu dụng. Thế có nghĩa là chiếc Date thì có vẻ là hữu dụng hơn cả. Thế theo anh thì người ta sẽ thường sử dụng chiếc Dual Time trong trường hợp nào? Vâng, thì có thể là anh có người nhà, người yêu nào đó ở nước ngoài. Ở nước ngoài thì có thể là anh biết giờ ở bên đó và giờ ở đây thì có thể chủ động gọi điện. Không thể gọi, không có trường hợp là gọi điện em đang làm gì đấy 2 giờ đêm nữa. Thế thì có lẽ là tôi lại thích chiếc Dual Time hơn. Tôi có một câu hỏi cũng như khá nhiều bạn theo dõi ngày hôm nay, đó chính là vấn đề tại sao, tôi luôn có một câu hỏi tại sao Rolex Semi lại ít người biết đến hơn những dòng sản phẩm thông thường của Rolex. Thì cũng như tôi nói từ lúc đầu thì cái chiếc đồng hồ này đi theo hướng là khác với những chiếc đồng hồ bình thường của Rolex. Bởi vì cái dáng đồng hồ Rolex thì chúng ta có thể qua hàng gần 100 năm lịch sử rồi, thì cái dáng vỏ và dây kim loại này nó thành như gần như là biểu tượng của Rolex rồi. Thì ai nhìn một chiếc đồng hồ như chiếc Dazzler tôi đang đeo trên tay đây thì mọi người đều biết là chiếc Rolex. Đúng rồi. Vâng, nhưng mà chiếc Celini thì nó hơi đặc biệt chút. Celini thì lại dùng dây da và dáng vỏ thì không giống với dáng vỏ thể thao bình thường. Thế cái khả năng mà nhận diện thương hiệu của chiếc Celini này kém hơn. Và mọi người nếu mà nhìn lần đầu mà nhìn qua thì có thể họ không nhận ra đây là một chiếc Rolex. Thì đây cũng là một lý do tương đối quan trọng, bởi vì khi mua một chiếc đồng hồ người ta thường quan tâm đến là khả năng nhận diện của những mọi người biết mình đeo Rolex. Thì cái đồng hồ Celini này tạm thời là chưa thể khẳng định là không. Tôi cũng xin bổ sung thêm một cái lý do nữa, có lẽ là cái vấn đề về thời gian ra mắt, đúng không ạ? Từ những chiếc Desert hay Date này có từ rất lâu rồi, tính là hàng chục năm. Tuy nhiên là những chiếc Celini đời mới như này thực tế ra là mới xuất hiện cách đây được từ năm 2014. Thế tính cho đến nay, đến thời điểm mà chúng ta đang bàn luận đây, hơn 3 năm thôi. Thế nên là cái việc mà nó ít được nhiều người biết đến và độ phổ biến nó chưa được rộng thì cũng là điều rất dễ hiểu thôi.
đúng không? Để hiểu. Đấy. Thế anh Hiệu cũng vừa nói là hiện tại thì có lẽ mọi người chưa biết đến dòng Serene này. Nhưng mà theo tương lai thì tôi nghĩ là chắc chắn nó sẽ phổ biến, bởi vì cái thương hiệu Rolex này, đây là thương hiệu hàng đầu thế giới. Và mọi người thì nhắc đến đồng hồ là nhắc đến nghĩ đến Rolex ngay lập tức rồi. Thì Serene này với một công ty mà dày dặn kinh nghiệm về marketing như là Rolex thì việc họ quảng bá cho Serene này chỉ trong thời gian sớm hay muộn thôi. Và chắc chắn trong tương lai thì mọi người sẽ biết đến dòng Serene. Và như một dòng đồng hồ cực kỳ cao cấp của Rolex. Rất đồng tình với ý kiến của anh Tân, thì tôi xin bổ sung thêm một vài ý kiến nữa. Đó chính là tháng 3 vừa rồi thì tại Basel 2017, Rolex đã ra một mẫu mới của Serene, đó chính là mẫu Moonface, có lịch tuần trăng. Mẫu Rolex Serene này sở hữu chức năng là lịch tuần trăng rất lâu, theo tôi biết là rất lâu, từ những chiếc lịch tuần trăng của vua Bảo Đại cơ, rất nổi tiếng thời gian vừa qua đó. Đấy, thì tháng 3 vừa rồi đã giới thiệu tại Basel, và đến tháng 9 này tôi cũng như rất nhiều người, những tín đồ cùng Rolex đang chờ đợi chiếc đó đây để xem thực tế nó rất ra sao so với những gì mà chúng ta kỳ vọng, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta mà có những cơ hội mà được cầm chiếc đồng hồ đó trên tay thì có lẽ là sẽ có một video clip mới cho những người xem kênh Tạo Bảo. Tôi xin hứa các bạn là trong thời gian tới tôi sẽ cố gắng để đưa được một chiếc đó về Việt Nam và sẽ review trực tiếp hand on trên tay cho các bạn, để chúng ta nắm được cái thông tin về tình hình đồng hồ thế giới, đúng không ạ? Chúng ta đã vừa trao đổi qua về lịch sử cũng như là những cái lý do về những cái đặc điểm đặc trưng của Rolex Serene cũng như là Rolex nói chung, đúng không ạ? Thì tôi còn có một cái câu hỏi cuối cùng cũng rất là muốn, và chắc ở đây cũng nhiều bạn có thắc mắc, đó chính là trong tương lai thì Rolex Serene có đưa ra một cái dòng sản phẩm mà có sở hữu cái lớp vỏ bằng chất liệu khác hay không? Có thể là thép hay là platin hay là titanium chẳng hạn. Vâng, thì theo ý kiến riêng tôi đây thì Serene là một dòng đồng hồ rest watch, là đồng hồ cho những buổi tiệc sang trọng đó. Đây thì thường thì họ sẽ sử dụng những kim loại quý và hiếm. Thì hiện nay Serene chỉ có những phiên bản vàng như là vàng hồng và vàng trắng. Nhưng mà thực ra tôi nghĩ trong tương lai thì sẽ chắc chắn là sẽ xuất hiện platinum. Còn về thép không gì thì theo tôi nghĩ khả năng xuất hiện là không cao cho lắm. Bởi vì những cái dòng đồng hồ dress watch này thì thường họ sử dụng kim loại quý hiếm. Còn thép không gì thì hơi làm giảm đi giá trị của những chiếc đồng hồ này. Đúng rồi, tôi nghĩ giống như anh Tân. Thực tế là Rolex thì thường sử dụng thép 904 của họ để làm ra những chiếc đồng hồ mang tính nó mười đồng cùi đá, bền bỉ hơn. Còn những cái dòng thực sự đi tiệc này thì tôi nghĩ ít, mà theo tôi thì họ cũng không làm được nên thân. Tuy nhiên là nếu mà để mà nói về tương lai thì chúng ta phỏng đoán thôi, chúng ta chỉ đoán đấy thôi, chúng ta chưa thể biết đâu đấy rồi lại là một chiếc Rolex Semi Platin thép độc bản chẳng hạn, thì tôi nghĩ là chiếc đó có thể là giá chiếc đồng hồ như chiếc đồng hồ Patek đắt nhất thế giới đó, chỉ là phiên bản thép. Bởi vì những cái đồng hồ mà nó đắt tiền như thế này thì những phiên bản thép thường là cực kỳ hiếm. Đúng vậy. Và theo thời gian thì những thứ càng hiếm thì sẽ càng đắt. Đúng vậy. Thì tôi nghĩ trong tương lai cũng có thể một trường hợp xảy ra là Rolex sẽ sản xuất mẫu đồng hồ phiên bản thép của Serene. Thế thì chúng ta sẽ cùng theo dõi trong tương lai Rolex Serene sẽ đem tới cho chúng ta những điều gì đặc biệt. Nhưng mà trước mắt thì đến tháng 9 này chúng ta ít nhất là có một điều đặc biệt là chính là chiếc Moonface nhá. Chúng ta vừa có một buổi trao đổi khá là vui vẻ về dòng Serene này. Thì có lẽ trong tương lai thì chúng tôi sẽ ra thêm nhiều video clip mới về những dòng đồng hồ khác nữa và những chủ đề khác nữa hot hot nữa nhé. Nếu các bạn thấy video hữu ích, hãy like, share, subscribe kênh YouTube chính thức của chúng tôi. Xin chào.